Vâng, em lại xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các bác của em Hoàng nhé. Ngày hôm nay thì em Hoàng tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái video giới thiệu một đôi loa rất là nổi tiếng mang tới thương hiệu từ Anh, đó là dòng loa DK Daran King, một trong những cái dòng loa có thể nói là những năm gần đây rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam và được anh em nhập về chơi rất là nhiều. Thì trước mắt các bác đây là một model loa DK Daran King sở hữu bát 25 và 2 chép. Dòng này thì nó khác với một cái dòng trước đây em Hoàng đã từng làm mà nó là bát đồng trục. Đấy thì là dòng này nó có sở hữu bát 25 và 2 chép. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay qua về cái hình ảnh bên ngoài của nó, các bác có thể thấy là cái càng lưới người ta thiết kế nhìn nó rất là sắc nét. Đây em Hoàng đã tháo một quả đây. Rất là sắc nét, rất là đẹp. Và đôi này thì nó là đẹp xuất sắc luôn nhá. Hiện tại thì đôi này em Hoàng không còn nhiều đâu, chỉ còn 1-2 đôi nữa thôi. Đấy thì các bác có thể thấy là cái lưới người ta hàng xịn, người ta thiết kế là những cái lỗ ở đây người ta dập nó rất là đều, rất là mịn, rất là nét. Đây là cái thương hiệu của DK Daran King, thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, anh em nhìn thấy cũng có thể nói là nó rất là xịn sò. Ngoài ra thì cái viền của nó người ta bo viền thêm bằng hai cái viền nhôm. Đấy nhìn rất là sang trọng. Đấy bo viền nhôm nhìn rất là sang trọng anh em nhá. Đấy luôn này đẹp xuất sắc luôn. Thùng vách đẹp xuất sắc luôn. Không hề phải make up gì cả. Đấy thùng của nó thì là thùng sơn sần chống nước. Đấy thùng của nó là thùng sơn sần chống nước nhé. Đấy, các bác có thể thấy nhìn hai bên nó bo cạnh tròn nhìn rất là điệu, nhìn rất là lịch lãm luôn. Anh em xem treo chơi gia đình thì quá là ok luôn. Dòng này thì đặc biệt là em Hoàng bao các bác là chất âm cực kỳ hay luôn, thậm chí hay hơn một số những cái dòng loa như là BMB hoặc là một số những cái dòng loa nội địa của China. Đấy thì các bác có thể nhìn thấy phía sau của nó đây cũng còn rất là đẹp. Đấy đến kể cả cái khu vực để anh em cắm tín hiệu thì người ta cũng sử dụng nó bằng jack new trích nhá. Đấy bằng jack new trích. Dưới đây thì nó có in thương hiệu của nó DK Daran King đây. Đấy thì các bác có thể nhìn thấy đây thương hiệu đây. Đấy đây là power RMS của nó 180W này. Max SPL 121dB này. Con này có độ nhạy cực kỳ cao luôn các bác nhé. Đấy có độ nhạy cực kỳ cao và trở kháng của nó là 8 ohm. Đấy thì các bác có thể nhìn thấy là một trong những cái dòng loa có thể nói rất là thương hiệu luôn. Đấy bây giờ thì em sẽ quay qua về cái chi tiết của từng cái. Đây là cái e-căng của nó. Các bác có thể nhìn thấy là rất là đẹp luôn. Đây là viền đồng nhôm đây, rất là sáng, người ta bo hai bên rất là sắc nét. Đây là củ bát em tháo ra. Đặc biệt dòng này là xương của nó là xương đúc nha. Đấy, xương của nó là xương đúc chứ không phải là xương bình thường đâu. Một trong những dòng loa rất là xịn sò, sở hữu xương đúc luôn. Đấy kể cả cái rắc cắm của người ta nhìn nó cũng rất là xịn sò chứ nó không phải là như những cái dòng loa bình thường. Đấy, đây là thương hiệu DK Daran King từ trắng. Đấy. Rất là đẹp. Một con loa có thể nói là quá chất. Đấy anh em có thể nhìn thấy đây. Rất là chất và xịn sò luôn. Rất là chất. Đấy. Bát đây. Bát màng bát sâu này, tiếng bát nó rất là sâu, rất là mềm. Đấy, xương là xương đúc nha anh em nhá. Đấy, một đôi loa nó phải nói là hàng khủng luôn. Đấy, và đây là cái phân tần của em nó bên trong. Phân tần thì các bác có thể hiểu là riêng dòng DK Daran King người ta thường thường thiết kế một cái phân tần nó rất là khủng khiếp. Rất là chất để cho anh em về chơi. Đấy, một trong những cái dòng loa rất là hay. Em phải nói nó là rất là hay luôn chứ không phải là bình thường nha anh em nhé. Đấy bông thủy tinh đấy nhá. Bông thủy tinh nhìn trong loa này đánh tiếng bát êm mà hay, tiếng chét rất là tơi. Đấy đây là cái chét của nó. Đấy cũng có DK Daran King. Đấy rất là xịn sò. Đấy anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ thật là sớm với Hoàng có số điện thoại 0931655906 nhá. Đôi này thì tại Hoàng Audio đang bán cho anh em với mức giá là 4 triệu Việt Nam đồng, bao ship cho anh em toàn quốc. Đấy, bao ship cho anh em toàn quốc với giá là 4 triệu Việt Nam đồng, rẻ hơn những đôi BMW rất nhiều. Nhưng chất âm của nó thì em Hoàng dám khẳng định với các bác là nó đánh rất là hay, thậm chí là hay hơn một số những cái đời của BMW. Nếu như em nghe thì dòng này có thể nói là nó hay hơn cả những cái dòng 455C hoặc là 850C. Đấy, còn những cái dòng 450C thì so với con này thì mỗi con nó sẽ hay một vẻ. Đấy. Đặc biệt là cái dòng này anh em có thể thấy là cái từ của nó và cái xương của nó là xương gang đúc chắc chắn và xịn sò, rất là xịn sò luôn. Những cái hàng xịn này thì người ta thiết kế nó rất là xịn, design in England nhá anh em nhá. Đấy và kể cả những cái viền xung quanh này các anh em có thể thấy là viền người ta cũng phải làm mút để trông nó làm rung nó pè pè ra loa. Đấy rất là xịn. Tất cả những con ốc, tất cả những con ốc này bắt loa này đều là những ốc lục lăng. Đấy tất cả những con ốc bắt loa đều là ốc lục lăng hết anh em nhá. Đấy nó rất là chắc chắn. Đấy, anh em nào mà yêu mến kênh của em Hoàng thì nhớ like cho em Hoàng, like chia sẻ cũng là đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng nhé.
để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất mà em Hoàng liên tục cập nhật từ các bác, sẽ là những cái sản phẩm rất là độc, rất là lạ, rất là chất đấy. Và giá cả thì em cũng sẽ bán cố gắng là hợp lý nhất cho anh em có thể để sở hữu được những lô loa đẹp, đôi loa hay và chất lượng đấy. Anh em yêu mến thì nhớ like cho Hoàng, like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em Hoàng nhá. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.